bạn, hôm nay mình đi qua nhà mẹ chồng chơi thì mình thấy một cái vườn rất là đẹp, cho nên là bữa nay là bông hoa nó nở hết rồi. Vì vậy là mình muốn quay cho các bạn xem cái vườn của mẹ chồng mình nó đẹp như thế nào ha. Ok, bây giờ mình bắt đầu quay nha. Đây nè các bạn ơi, đây là phía trước của nhà nè. Bây giờ mình coi cái này trước ha. Đó, chung quanh cái này mẹ chồng mình trồng cái cây hosta. Đây là cái bông, cứ mỗi năm nó lên bông như vậy đó, bông màu tím đẹp lắm. Đó, mình quay một vòng cho cả nhà xem. Đây là cái cây Japanese maple. Và đây là mấy cái cây kiểng của mẹ chồng mình. Ok. Rồi, hai bên đường đi vào thì đây, nó có mấy cái cây này dễ thương không? Đẹp không? Đó, cây này là cái cây rosemary. Cây này là nếu mà các bạn nào mà nấu thịt bò á, beef steak á, thì là bỏ cái này vô nè, nó thơm thì cả thơm luôn. Mình thích ngửi cái mùi này lắm, ngày nào mình cũng ra mình cũng ngửi hết á. Đẹp không? Cây này rất là dễ trồng, bỏ xuống là nó lên nè. Và đây là cái cây lược vàng nha. Đó. Giờ mình đi qua bên bển mình xem nha. Ở bên bển nó cũng có như vậy. Thì ở nhà đó có hai cái bồn màu tròn tròn như vậy. Để bây giờ mình đi qua. Bông tím đẹp quá các bạn ơi. Đó, đây là cái bông kiểng. Và đây là cái bông cỏ nè. Bông cỏ này nó có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Thì mình thấy màu đỏ hình như là nó cũng đang ra đây. Đó. Và màu vàng thì nó ra cũng lâu rồi. Wow, cái cây vạn tuế nó đang lên thêm lá nè. Và đây là cái cây hosta. Thì mẹ chồng mình chắc cũng định trồng chỗ này nhưng mà chưa có trồng, cho nên là để ở đó. Wow, cây bông này đẹp không các bạn? Coi cái bông của nó nè, bự hơn cái tay của mình luôn á. Cái màu của nó rất là đẹp. Màu này là hình như màu tím. Màu tím mà tím đậm mà có tím màu hồng nữa. Xong ở đây là tím xanh. Wow, nó lai vô chung á, đẹp quá trời luôn các bạn ha. Oh my god, it's so pretty. Đây, đây là màu hồng. Ủa sao kỳ vậy? Một cây á mà nó chụp tùm lum màu vậy ta. Wow, đẹp quá. Còn ở đây là cái cây màu tím với màu xanh. Không biết sao nó lai kỳ vậy ha. Mình thích cái bông đó lắm, cho nên là đám cưới của mình dùng cái bông đó để làm cái tim đó. Và đây là cây vạn tuế nữa. Mình qua đây mình cho các bạn xem. Phía đây là phía bên hông ha. Đây có một câu. Ở đây có một cây nữa nè. Wow, trời ơi, cái bông màu hồng này nó đẹp quá. Oh my god, chắc là xin mẹ chồng về một cây á, để mà về trồng cái sau lưng nhà của mình. Cái màu nó quá là đẹp luôn. Nó đang nở thêm nè. Oh. Wow, màu hồng đẹp quá. Và đây là cái cây mai Mỹ á các bạn. Cây này dễ trồng lắm. Đó, chỉ cần á hả, bẻ một nhánh xong rồi cái trồng xuống là nó lên thôi. Mẹ chồng mình trồng vậy đó. Hồi đó người ta cho chỉ có một nhánh nè. Bây giờ dễ hả, chung quanh nhà đều là mai vàng hết. Nó lên tốt như vậy á, rất là dễ trồng. Để giờ mình đi xuống đây mình coi tiếp tục nha. Thì đây là phía bên hông. Xong rồi đó, đất rộng không. Đây là phía bên tay trái của cái nhà. Thì ở đó nó có cái chuồng gà. Để mình qua mình quay chút xíu chung gà
Phải coi, trồng gà ở đây thì có con gà mái ha, gà trống với lột. Đó, đẹp quá. Rồi, ở đây là gì đây? Mình ít ra mấy cái chuồng này lắm. Vịt à, vịt, gà, bồ câu. Đây mấy bầy, mấy vịt nè. Gà. À, ngày nào nó cũng đẻ trứng vịt đó, cho nên là nhà ăn trứng vịt. Nó đẻ không à, để coi coi nó có không, không biết nó có cắn mình không à. Nó vô đại thôi chứ không biết sao nữa. Không, không có trứng. Chắc mẹ chồng lấy vô rồi. Đây cũng có gà nữa nè. Ok, mình tiếp tục hành trình nha. Con gà này nó nhỏ mà nó gáy lớn ghê luôn. Ui, mới có mấy con vịt à. Mấy con vịt à, mới nở nè. Đúng không, nào mình quay đi. Chứ giờ mình mở ra mình sợ nó sổ quá. Đây là phía sau nhà nè các bạn. Đây là chồng mình trồng mấy cái cây bông. Cây này nó bự dễ sợ luôn á. Nó cao hơn mình luôn á. Mà nó chưa có ra bông hay sao. Cái bông nó giống như một cái kèn vậy đó. Cái nó rớt xuống, nó phủ xuống. Đó. Ở sau là cái nhà kho, xong rồi trồng rau ở dưới đó. Trồng bông nữa nè. Đây là cái cây cọ ha. Hoa nhìn nó tốt quá, trồng mới có 2 năm mà nó tốt dễ sợ luôn. Đây là cái cây bông màu xanh nữa nè. Đây, đi xuống đây mình cho xem cái cây bông gì, bông tím nhật nè. Này mình nói bông tím nhật. Đó. Cái màu tím nó đẹp không? Nó chưa, nó đang ra bông cho nên là nó chưa hết. Đẹp quá trời các bạn ha. Đây. Wow, đẹp quá. Các bạn, đây là cái cây sung nè. À, mình có một cái video mình quay cây sung. Thì bây giờ là tháng 6. À, giữa tháng 6 rồi, bên Atlanta, Georgia. Thì hiện tại cây sung của mẹ chồng của mình nó đã ra trái rồi, sắp sửa là ăn được rồi đó các bạn. Đó, trời ơi, nhìn trái sung nhìn đã không? Quá trời luôn, cây sung bự như vậy á. Ăn sao cho hết ta. Đó. Đây là phía trong của cây sung nè. Đây là phía bên tay phải của cái nhà. Đây có mấy cái bụi này nè. Cái bụi này mình trồng cũng được 3 năm rồi hả. Mà nó lên cao như vậy đó các bạn. Đây là những cây ăn trái. Nhưng mà mình thấy hình như nó không có tốt. Nó ra 1 trái 2 trái không à. Không biết tại sao luôn. Wow, nhìn cái bụi bạc hà này nè. Tốt không? Quá bự luôn. Đây là cái cây mai Mỹ nữa nè. Không, mình nói mà cắm một cây thôi là có thể nó lên, là năm sau là chắc chắn là nó lên bự như cái bụi hồi nãy luôn á. Đó, đây cũng là một cây cắm lên nè. Đó, mình chọn mình cắm nè. Năm sau là nó sẽ lên. Đó, đây một bụi nữa. Qua giờ là năm sau nguyên chỗ này là mai không à. Màu vàng rất là đẹp luôn á nha. Ở bên đây là trồng bông hồng không à. Đây, bông hồng đẹp không? Đó. Bông hồng này là bông hồng lợt. Mà mỗi cái chùm của nó là ra nhiều lắm nha.
Đây là cái cây màu hồng. Đây nè. Bây giờ cuối mùa rồi cho nên là nó hết á. Chứ không là nó đẹp lắm. Đây các bạn ơi, cái này là cây bông mà buổi sáng ở bên Mỹ này nè, nó không có nở nha, mà nó đợi chiều chiều nó mới nở nè. Đây nè, nó nở rồi nè, còn một số nó chưa có nở, thì từ đây cho tới tối nó sẽ nở hết luôn. Bông đẹp không? Đó. Nó có cái cây bên kia, lát nữa mình sẽ quay. Nó là màu vàng với lại màu tím á, nó mix. Cái xong rồi cái nó ra cái màu nhìn dễ thương lắm. Đó, đẹp quá trời luôn, mình thích lắm. Nhà mình quá trời luôn. Cái cây này á, nó cũng dễ sống nữa. Hôm nọ mình chiết ra có mấy cây à, mà bây giờ nó đã bự như vậy rồi. Và đây là cái cây bông phượng hoàng. Đó, phượng hoàng cái màu nó đẹp không? Mình không biết á, là cái tên của cái cây bông này mình nói có đúng không, nhưng mình nghe mẹ mình nói là như vậy. Đó. Ở đây thì cái cây bông này là cây bông tím. Cây bông này nó mọc quanh năm suốt tháng như vậy, nó không có chết. Cho nên chỗ này đó là toàn là những cây bông á, là không có chết. Nên là mới làm cây này đó. Đẹp không? Sau này nó sẽ tím hết ở phía ngoài, xong rồi nó xanh ở phía trong. Và nó sẽ thành landscape rất là đẹp. Bây giờ mình qua hồ cá mình coi nha. Đây là cái cây kiển mà mẹ chồng mình trồng. Hồi lúc đó trồng á, mua về chỉ có một chậu nhỏ thôi. Cái sau đó đó là cứ cắm xuống, nó lên càng nhiều càng cắm. Mà bây giờ cắm cả đống luôn nè. Người ta xin bớt rồi đó, mình cũng xin rồi đó. Đó, quá chừng luôn. Trồng lên á, cái này là quanh năm suốt tháng luôn, nó không có chết. Cho nên là cái cây như vậy nó làm cho cái nhà của mình lúc nào cũng giống y chang như là xanh tươi luôn á, cả năm trời luôn. Đó, quá chừng đẹp luôn. Lại là một con vịt nữa nè. Đó, đẹp không? Đây các bạn, đây là phía bên tay phải của cái nhà. Thì ở đây có cây bông màu vàng ha. Rồi cái đây là cái bông vạn tuế. Vạn tuế này nó lên tốt dễ sợ luôn á. Ở phía trước có hai cái này. Ủa, mẹ chồng mình đi chơi về rồi. Ủa mẹ gì? Mới chơi về hả? Mới qua hàng xóm về. Thôi ngồi vậy. Hello. Ở đây là mẹ chồng, đây là chủ nhà và chủ của khu vườn này đó nha các bạn. Ôi coi nè, bận cái áo mà cũng thấy sặc sỡ đẹp chưa. Ủa mẹ nói với khán giả là mẹ làm vườn này lúc nào vậy? Làm hôm mới vừa vô hè á. Bị COVID phải không? Mới vừa vô hè là làm á. Vậy hả? À. Đẹp quá trời không các bạn? Thank you. Tốn bao lâu? Cứ ngày làm ngày rồi làm tuần làm tháng rồi cứ làm loài hoài vậy đó. Cứ làm chừng nào nó xong rồi thôi. Thích không? Mẹ thích không? Có nhiều người khen không? Thích chứ, trời ơi, ai khen mình khoái thấy mồ luôn nha. Ai khen khoái muốn chết. Ai khen là khoái à. Dĩ nhiên rồi, mình chồng mà ai khen là mình khoái đúng không? Thôi đi vô nhà. Đi vô nhà. Giới thiệu về cái hồ này chút xíu đi. Hồ này là gì hồ đây? Này, Úc làm. Úc làm. Úc làm. À, Úc làm. Úc làm. Chắc cũng được 3 tháng rồi. Trong đây có cá gì? Cá ở ngoài cái gì đó, còn cá này cá khôi. Ủa có cá khôi nữa có, hả? Có cá khôi, bốn cá khôi bự lắm á. Chưa mua thêm, để nó mua thêm mà chưa mua thêm. Ồ. Cây này là mình cứ san kẻ vô vậy đó. Đẹp ha. Hồ nhìn hồ cá là mê luôn á. Cho các bạn nhìn nha. Mỗi năm là cho các bạn coi, mỗi cá một chút, mỗi cá một chút.
Ủa cây này cây cỏ hay gì nè? Cỏ đó, cỏ mà nó mọc đẹp như vậy đó. Cỏ đó. Cỏ kiển đó hả? Cỏ kiển đó, có một cây nhỏ xíu mà nó lên vậy đó. Đây nè. Có một cây nhỏ xíu à, mua có một cây nhiêu có mấy đồng mà. Mua một cây mấy đồng vậy đó mà nó lên vậy. Wow, các bạn coi nè. Một cây mà mọc dữ vậy hả? Giờ là nó không có cho cỏ mọc luôn. Cỏ nó không có mọc được. Ồ đẹp quá ha. Ừ. Nhìn vậy cũng đẹp quá ha. Cỏ nó không có mọc được. Nhìn cái khu vườn thấy đầu tư hơi bị tốn kém. Đẹp chứ. Cái không có gì mà cái công nhiều lắm. Công rất là nhiều. Đây là cái cây vạn tuế nè. Cây vạn tuế. Mẹ nè, coi đứa mẹ đẹp lắm nè. Đứa mẹ đẹp lắm nè. Đó. Quan trọng là đứa mẹ đẹp lắm nè. Đứa mẹ này mày mua ở đâu à? Đứa mẹ này mua ở bên Missouri. Rước ở bên Missouri về. Thì ha. Mà năm nay không có đi được, buồn quá. Ồ, tại đại dịch đó phải không? À, năm này đại dịch không có đi nghe qua đại hội thánh mẫu được, rất là buồn. Mỗi năm quay cho các bạn coi mỗi năm mình làm mỗi khác. Thì có cuốn video như mẹ có quay á, nhưng mà lúc đó chưa có cái hồ này. Chưa có cái gì hết trơn á. Nó đơn sơ, chưa có gì hết trơn á. Bây giờ nó có nhiều á. Qua cái nha. Cây nó đẹp. Cây này, cây nè, cây nè. Cây này cái gì ạ? Cây này là cây quên ha. Cây lược vàng. Ồ cây lược vàng. Cây lược vàng. Cái này nó ra bông hay gì ạ? Bông á. Nó vậy? Ra bông quanh năm vậy đó, cứ ra bông hoài nè. Nó ngã tốt mà chưa có đỡ lên nè, nó ngã mà chưa đỡ lên nè. Ủa trong này mà nó mọc tốt ghê luôn ha. Tốt lắm vậy đó. Đẻ ra, đẻ mẹ đẻ con ra. Lược vàng quá trời nè. Quá trời đẹp luôn. Mẹ chồng mình nuôi con cũng sai, mà nuôi cháu cũng sai, mà tới nuôi cây nó cũng sai nữa nha. Trời ơi. Giống nuôi như cháu, nó... cháu tròn ảnh. Nuôi, đây nè, có một đàn vịt nữa nè. Rồi, có một đàn vịt mẹ con, cháu chắc gì có đủ hết đó các bạn. Đây nè, qua đây nè. Vịt trời, vịt gì cũng có nè. Đó, cái gì cũng có hết á. Trời ơi, vịt này là vịt giả nha, chứ không phải vịt thiệt. vịt giả. Cái gì cũng có hết trơn. Đẹp chưa? Mẹ mới bỏ này ra à? Không, cái đó hôm trước mới bỏ mấy cái cây mà đó. Cái đó là hôm trước mấy cây mà nó mới chạy lơ thưa kìa. Mẹ mới bỏ vô, còn mấy cái đó là lâu rồi. Đó, vườn đó. Công phu dữ luôn á. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Cảm ơn nhiều, see you. Ok, mình hẹn video khác. Trời ơi, cái cây này đẹp quá. Ok, năm sau sẽ quay lại, quay tiếp. Nhiều khi năm sau có nhiều cái mới lạ nữa. Ok, bye các bạn. Chào. Đây nè các bạn, ở bên Mỹ này là các cỏ đó, cái vườn nó rộng cho nên là em... chồng của mình nó đang cắt cỏ đó. Wow, coi nè. Cắt cỏ thì là phải dùng cái máy thì mới cắt được. Tại vì nó tới 1 acre lận. Nên là nó rất là rộng. Cứ mỗi 2 tuần là phải chạy xe cắt một lần. Cắt xong cái vườn này là mệt lắm luôn á các bạn. Đây mới chỉ là ở phía trước thôi. Đó, một lát nữa mình sẽ chiếu ở phía sau cho các bạn xem nha.